Chiều nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ án buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục truy bắt bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng. Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi buôn lậu của 24 bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng lớn với hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, gây tác hại xấu đến sự ổn định của thị trường vàng, xâm phạm tới trật tự quản lý việc xuất nhập khẩu hàng hóa của nhà nước. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Dầu 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái bị cáo Dầu 15 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 4 năm đến 12 năm tù, cùng về tội buôn lậu. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng. Theo hồ sơ, từ năm 2022, Phụng điều hành đường dây mua bán vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. Phụng giao Dầu tổ chức vận chuyển tiền và vàng qua biên giới. Từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, Phụng đã buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1985, em gái của Dầu, cầm đầu một đường dây buôn lậu tương tự, đã buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi. Trong vụ án này, Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đã mua của Phụng 293 kg vàng lậu. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Hằng đã xuất cảnh, nên Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục truy bắt đối tượng này.